Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu công suất 4 kênh của thương hiệu Core Nhật Bản. Thì chắc chắn đây là cái sản phẩm các bạn rất là ít thấy trên thị trường. Vì trước giờ chúng ta biết đến các cái sản phẩm của thương hiệu Core là chuyên sản xuất các cái dòng thiết bị âm thanh công cộng hay là loa phóng thanh rồi đó. Thì chúng ta cũng ít thấy các cái sản phẩm âm thanh chuyên nghiệp của Core. Thì ít thấy thôi, nhưng không phải là không có. Thì đây là một cái mẫu công suất 4 kênh của Core. Nó có cái mã là DA1000F. Thì nó có 4 kênh, mỗi kênh 1000W ở chế độ 4 ohm. Thì đây là một cái mẫu công suất với mức công suất rất là lớn của Core. Thì nó sẽ thường dùng cho các cái dòng loa công suất lớn của Core như là loa Array HX7 rồi đó. Thì thường các cái thiết bị to thì chúng ta sẽ xài đồng bộ từ mixer, các cái bộ điều chỉnh rồi đến công suất, cho chúng ta ít cái phối ghép nhiều hãng lại với nhau, giống như những cái sản phẩm của các cái thương hiệu khác. Thì to thì nó sẽ thường xài đồng bộ hơn. Thì với cái dòng này thì chúng ta có thể xài cho nhà thờ này, hội chương, những cái nhà thi đấu. Các cái loa to thì nó sẽ cho ra một cái chất âm nó sạch, nó đi xa, cho cái chất lượng âm thanh nó trung thực hơn. Thì rất là thích hợp xài cho những cái ứng dụng như vậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá qua cái mẫu công suất 4 kênh này nhé. Ok, thì đây là cái mẫu DA1000F của To. Thì cái dòng này nó sản xuất tại China, hàng chính hãng của To. Thì bên mình là công ty Hoàng Tùng thì đã phân phối các cái sản phẩm To này từ rất là lâu rồi, hàng nhập chính ngạch. Mình là bên mình là đại lý ủy quyền của To nên các bạn có thể yên tâm khi mua hàng. Bên mình cũng có một cái mức giá khá là tốt để các bạn có thể phân phối lại. Đây là cái dòng DA1000F, nó có những cái trong cái series này nó có những cái mẫu nó công suất nó thấp hơn nữa, một cây 500W hoặc là một cây 250W. Thì cái mẫu 1000W một cây này là lớn nhất rồi. Thì cái này chúng ta có thể xài cho hậu trường rồi được, mức công suất khá là lớn. Thì thường những cái âm ly to, chúng ta biết những âm ly to mà dùng cho phóng thanh trước đây thì nó chỉ có một cây nó có mấy trăm watt thôi. Lớn nhất là 360W là hết rồi. Tại vì những cái loa phóng thanh nó chỉ có vài chục watt một cái. Thì đây là cái dòng chuyên nghiệp nên nó có một cái mức công suất khá là lớn, 1000W một cây. Thì trong này nó có catalog rồi thôi, có đầy đủ các hướng dẫn. Dòng này là dòng Class D. Class D khá là nhẹ. Nó là 9.2 9.2. Kích thước thì kích thước 2U, nó cũng khá là nhỏ thôi, ngang là 483, cao là 89 và sâu là 461, nặng 9.2, khá là nhẹ. Sơn màu đen. Ở phía trước này nó có công tắc nguồn nè, 4 volume cho 4 cây. Ở trên này nó có các cái dãy đèn tín hiệu cho từng cây. Đây là logo của Core. Ở đây là hai cái lưới lấy gió, phía trong này nó có thêm một cái lớp bọt nữa để lọc bụi. Thì nó sẽ lấy gió từ có hai cái quạt thông minh, quạt hút thông minh, nó sẽ lấy gió từ trước này về sau để cho làm mát cho amply, giúp cho amply luôn hoạt động trong cái tình trạng tốt nhất. Đây là cái mặt sau. To thì trước giờ nó làm theo kiểu tối giản, đơn giản nhất có thể. Thì các bạn sẽ thấy nó có rất là ít nút, nó rất là dễ sử dụng. Thì ở đây nó có cổng gắm nguồn này, điện này là từ 100 cho tới 240V autovolt, 4 cổng ra loa. Ở đây có 4 cổng ra loa, 4 kênh tín hiệu vào và out. Nó chia ra làm hai cặp này, ở trên này nó có là điều chỉnh cái độ nhạy ngõ vào và dưới này là chế độ gạt giữa bridge, parallel và stereo. Thì cái mức công suất 8 ohm là 650W một kênh.
và 4 ohm là 1000W một cây. Còn nếu chúng ta để chế độ cầu brick thì hai cây chập một đó thì sẽ là một là 2000W cho một cặp, như vậy là hai cặp là thành 4000W. Thì nó có cái cổng, thêm một cái cổng này nữa là in một 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 in 4 và hai in 4, thì nó có thể liên tín hiệu, các bạn có thể cắm một dây thôi mà nó có thể ra được cả 4 đường luôn. Nó sẽ có một cái bảng hướng dẫn cho chúng ta đấu nối ở đây, rất là hay. Chúng ta có thể gắm một dây và ra 3 đường tín hiệu hoặc 4 đường tín hiệu hoặc là 2 đường tín hiệu, hoặc là ra từng cây riêng biệt. Nó có một cái bảng đấu dây rất là chi tiết ở đây. Chúng ta có thể liên tín hiệu qua ra 1 ra 2, 1 ra 3, 1 ra 4 tùy. Rất là tiện. Ok, công suất thì nó đơn giản vậy thôi, không có gì để giới thiệu nhiều. Đây là một cái dòng công suất khá là lớn, với mức công suất khá là lớn. Chúng ta có thể sử dụng đồng bộ với các cái loa của Tor, những cái loa công suất lớn như là HX7 đó, loa Andray đó. Chúng ta có thể xài cho nhà thờ, hội trường, nhà thi đấu, không bắt. Hàng chính hãng của Tor, bảo hành chính hãng 1 năm. Ok, thì các bạn có thể tham khảo thêm về các cái sản phẩm Tor tại cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.